Chào anh em nha. View hướng dương tình hình cho anh em xem. Hướng dương hôm nay là nó lá nó to vậy rồi anh em. Anh em nhìn thấy hấp dẫn không? Thì bây giờ mình giới thiệu anh em là về chiều cao của nó nha. Hiện tại là chiều cao nó đạt khoảng cỡ 40 phân rồi anh em. À, chưa tới 40 phân đâu, chưa tới 40 phân. Ví dụ như cây đây nè, cây đây là cũng sắp xỉ cỡ 40 phân thôi, cây đây sắp xỉ. Chứ còn cây đây thì nó hơi nhỏ hơn 40 phân. Hiện tại thì anh em xem cái lá của nó nè. Lá là cũng khá là to rồi anh em. Đây. Đó. Và vẫn chưa có hiện tượng là vô nụ nha. Hôm nay là ngày 16 tháng 11. Thì 10 ngày nữa nếu mà anh em thấy có cái hiện tượng mà nó vô nụ á, có nghĩa là cái lá nó xếp rất là đều theo cái hình ngôi sao á, là hiện tượng vô nụ, thì cỡ khoảng ngày 26 anh em thấy nó như vậy là ok. Bởi vì sao? Vì hướng dương á, nó lớn từng ngày luôn anh em. Từng ngày luôn. Thời điểm này nếu mà không mưa trút phân vô rồi nó lá nó lú rồi nó to đi ha. Thì thật sự thì hướng dương của mình nó cũng vậy thôi, chứ nó cũng không hơn hơn, thậm chí là nó còn nhỏ hơn đây tí xíu anh em. Đó thì mấy cái nhánh đây anh em thấy là bắt đầu nó cũng vọt rồi nè, chưa. Cái này gọi là hướng dương tháp 90 ngày. Thì tháp là vì sao? Vì sau này những cái nhánh đó nè, nó phát triển nó dài ra tới đây nè. Thậm chí anh em mà trồng tốt nè, dài ra dài luôn nè. Đó, chứ không biết đâu. Cái nhánh này nè, đó. Còn cái thân này đó, là nếu anh em trồng có lực nó khoảng cỡ 1m8. 1m8 lận nha anh em. Nhưng mà hiện tại anh em bây giờ thấy nó khoảng chưa được 40 phân. Thì, bởi vì nó là 90 ngày mà. Từ đây tới Tết á, thì nó còn khoảng cỡ 40, mình cho nó là 40 ngày nữa thôi ha. Thì cái thời gian nó phát triển rất là lẹ nha. Đây anh em. Cái hướng dương cũng như là cái mảng đình hồng, anh em có thể trồng muộn tí xíu rồi anh em đua. Thì khi đua như vậy là cái lá nó mướt lắm anh em. Mướt. Thứ nhất là nó mướt, thứ hai là mình cảm giác như là nó không có bị bệnh luôn. Còn nếu anh em mà trồng mà kiểu giống như là thấy ui nó hơi sớm quá đó, bắt đầu cho nó ít phân lại, cắt phân lại là tự nhiên cái lá nó nhìn xấu, mà nó xấu nhìn nó kiểu giống như bị bệnh mà đốm nổ đó anh em. Chứ còn mà anh em mà cứ hì hài hục mà trút phân vô á hả, mà nói là cây mập mạp, lá mướt xanh nhìn giống rau cải anh em ăn vậy đó. Tại vì khi đó là nó đủ dinh dưỡng. Thật ra là mình bao nhiêu năm mình nhận thấy là cái thằng hướng dương này nè, nó gọi là nó bị thiếu dinh dưỡng nhiều hơn là gọi là nó bị bệnh. Mà cái thiếu dinh dưỡng đó nó sẽ bị biểu hiện qua các cái lá này đó. Qua các cái lá. Mà đa phần á, hướng dương, tại vì sao cái hướng dương nó phát triển rất là nhanh, nó phát triển cực kỳ nhanh luôn, cho nên nó cần vi lượng nè, trung lượng nè, đa lượng thì tất nhiên là nó cần để nó sự phát triển rồi. Tuy nhiên nếu mà anh em cứ trút đa lượng vô thì nó phát triển, nhưng mà nó thiếu vi lượng, thì khi thiếu vi lượng như vậy là nó làm cho cái lá của nó bị, hoặc là nó bị thiếu chất, mà nó bị thiếu chất thì nó sẽ biểu hiện ra phía bên ngoài. Như vậy mà mình nhìn cái lá đôi lúc mình cứ nhầm tưởng là nó bị bệnh, nhưng mà thật ra là nó bị thiếu chất nha. Anh em ví dụ như năm nay anh em trồng rồi đúng không? Thì mình nói anh em có thể là không kiểm chứng được. Còn năm sau đi anh em trồng muộn chừng cỡ 3 ngày, 4 ngày thôi. Thật ra hướng dương anh em trồng muộn 3, 4 ngày thì vẫn được nha. Anh em đua với người ta. Là mình đảm bảo với anh em là nhìn cái cây hướng dương nó mướt giống như là cái lá cải, lá xà lách vậy đó. Thì giờ mình sẽ vô phía trong kia mình quay cho anh em xem nha. Thì
Trong quá trình mình đi như vậy nè, sẵn mình view thực dược cho anh em xem luôn. Ở đây là thực dược tím lùn đã được bấm cơ hết rồi. Đây anh em, đó. Thực dược tím lùn bấm cơ nha. Thì đây là cái đám hướng dương ở phía bên này nè. Đó, như hồi nãy mình có nói á, ví dụ như là cái thằng hướng dương này, anh em sẽ thấy là nó kiểu giống như nó, à cái đây là bị lá nha, bị lá, cái bị lá nó dâng lên á, cái cát nó dâng lên đây nè, cái nó rồi nó lại bị chấm chấm dây, mình tưởng nó là bị bệnh. Thì như cái hồi nãy mình có nói đó, đa phần á, hướng dương á, là nó gọi là nó vì tốc độ nó lớn quá nhanh, nó thiếu chắc, thì cái việc thiếu chắc đó nó sẽ biểu hiện ra phía bên ngoài là nó bị đốm lá này đốm lá kia. Nhiều anh em sẽ kiểu giống như là thấy nó bị vậy, anh em tưởng là bệnh á, cái anh em mới bơm thuốc bơm đồ vô ha, nhưng mà anh em cứ trút phần vô, giống như nó mướt này, anh em thấy không, nhìn nó rất là mướt, nó mướt băng là nhìn nó không có bệnh nha. À, anh em lưu ý điều đó giúp mình nha. Cái này là một cái chia sẻ cũng cực kỳ tâm huyết đó anh em, chứ không phải. Cũng giống như người ta vậy đó, giống như con người mình nè, ở cái tuổi mà mới lớn đó, thì cái việc mà bổ sung canxi cho cơ thể nó cần rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà cháu bé nào mà tuổi đang lớn mà bị thiếu canxi, tối ngủ là hai cái cơ, hai cái bắp chân, rồi hai cái bắp tay nó mỏi dữ lắm. Nó mỏi mà kiểu giống như là nó kiểu ham ham mà ngủ không được luôn đó anh em. Hồi nhỏ mình cũng bị như vậy đó. Hồi đó thiếu ăn. Thì thiết là thiếu ăn, thứ hai là anh em cứ biết rồi là canxi, hồi đó có biết cái khỉ gì đâu. Cái là tuổi mới lớn là bị thiếu canxi. Bị thiếu canxi chậm chậm luôn anh em. Tối ngủ là hai cái bắp giò nó hay ham khó chịu gì đâu á. Nhưng mà sau này rồi bắt đầu mình lớn lên, mình đi học, mình học vô chuyên môn á, thì mình mới hiểu được cái vấn đề là hồi đó là mình bị thiếu chất đó. Thiếu chất cho nên nó mới bị như vậy. Thì cái cây hướng dương nó cũng như vậy anh em. Cây hướng dương nó cũng y chang như vậy luôn. Do vậy mà anh em có thể trồng muộn 1-2 ngày hoặc là 3 ngày cũng được. Rồi anh em cứ trút vô nè, cứ trút vô là mình nói là lá nó mướt băng luôn, sung túc ra lên là nó mướt thôi anh em ha. Đây thì nãy giờ là mình chia sẻ rất là nhiều điều tâm huyết cho anh em nha. Thì có lẽ là mình cũng kết thúc cái video nha anh em. Nếu mà thấy cái hướng dương của mình đó, nó còn nhỏ hơn cái đây này, thì anh em trút thêm phân. Còn nếu mà anh em mà thấy hướng dương nó lớn hơn thì bất một cử phân nha. Làm gì làm chứ 26 tháng 11 này mình nhìn vô mình phải tới có cái hiện tượng là vô nụ. Nghe anh em. Thôi giờ mình cũng kết thúc cái video nha. Chào tạm biệt hết anh em.